máy này cho mọi người thấy được cái chức năng của con máy hàng này, nó có phù hợp cũng như là xứng đáng để mọi người đầu tư về cái dòng sản phẩm mic này không cho mọi người không nhé. Mình đang hàng trên sắt hộp mỏng cho mọi người nha. Đây mọi người nè, ít có hồ quang mà nó rỉ hàng, nó rất là ít văng đâu mọi người ha. Là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là xếp dãy rất là kín cho mọi người đó, để cho mọi người có thể là làm công trình hoặc là hàng sắt hộp mỏng cực kỳ dễ anh em ha. Rồi đây là hộp mỏng nha, đây là hộp 1 ly, 8 1 ly gì đó. Rồi ok, giờ mình sẽ hàng thử trên sắt dày cho mọi người trải nghiệm sao nha, như thế nào cho mọi người ha. Hôm nay mình sẽ bỏ qua cái phần hàng que nha, tại vì con này đó, hàng que thì cực kỳ đã rồi, cho mọi người khỏi phải lăn tăn về cái dòng này. Giờ mình sẽ hàng luôn. Đây là sắt dày 2 ly của bên mình nha mọi người, cho mọi người trải nghiệm luôn cái dòng này nó hàng như thế nào. Giờ mình sẽ hàng kéo và tăng dòng điện lên khoảng chừng 120 cho mọi người. Mình hàng trên 2 ly thì mình sẽ để dòng điện 120 cho mọi người thấy trải nghiệm về dòng máy này như thế nào. Máy quá khỏe mọi người, thao tác nó rất là nhanh nha. Rồi mình trải nghiệm sơ về cái con máy nha. Thì hồ quang như hồi nãy mình nói nó bắn ra rất là ít nè, rỉ hàng xung quanh rất là ít, chỉ có một lớp khói bụi trên thôi nha. Rồi về độ thấu thì nó rất là thấu nè, mọi người nhìn thấy không ạ? Trên sắt dày mà nó còn thấu như vậy, rồi nó độ tan nó cực kỳ tốt luôn, phù hợp cho mọi người đi làm công trình nha, phù hợp cho mọi người làm công trình. Rồi tiếp theo mình coi mặt sao coi, nó chảy ra, nó chảy luôn sao rồi mọi người ơi. Thì cái con này theo mình nhận xét thì nó chảy độ ngấu cực kỳ cao luôn. Để mình sẽ cho mọi người thấy được. Đây là cái thép mình test hàng nên mọi người dễ, rất là dễ.